Toàn cảnh vụ khoa búp bị lừa trắng trợn, sự thật bất ngờ người đứng đằng sau đồng DBZ. Khoa búp thiết lập kỷ lục vang dội, chạm đỉnh tìm kiếm Google, top 1 trending YouTube. Johnny Đặng bị tấn công, hàng nghìn bình luận khiếm nhã đòi 30 tỷ cho khoa búp. YouTuber tuyên bố 30 tỷ với tôi là rác, giàu có cỡ nào. Quý vị đang đến với bản tin chuyện showbiz trên kênh tin thức Việt. Ngay sau đây mời quý vị cập nhật những thông tin mới nhất về những drama ồn ào trong giới giải trí Việt. Mới đây, Khoa Púp đã đăng tải một đoạn clip hơn một tiếng nói rõ về sự tình vụ bị bạn mới quen lừa 30 tỷ. Chàng vlogger kể lại đầu đuôi sự việc từ khi quen thánh bú liếm cho đến hai lần bị lừa tiền để quảng cáo cho đồng DBZ. Lần thứ nhất, Khoa Púp bị lừa mất 2 tỷ 3. Khi mình đi chơi với anh ta, mình muốn video nói về lịch sử, ăn uống, du lịch, nhưng anh ta không bao giờ muốn mục đích như vậy. Đi chơi là phải có lý do, mục đích đẩy đồng tiền ảo thế này thế nọ. Mình còn nói với anh ta lừa mình hết 30 tỷ Việt Nam đồng. Mình chân ướt chân giáo qua Mỹ du học. Mua cọng dây chuyền rồi kết thân kết đổ đi chơi, làm video rất vui vẻ. Anh ta chơi với mình, thấy mình như thần tài, gà đẻ trứng vàng. Cảm thấy dùng được mình nên mới côn cho mình và Vương nói có đồng tiền ảo do anh ta sáng lập, mục đích mua bán kim cương, vé ca nhạc anh ta nói với vương mua một được hai ví dụ nói dễ hiểu như thế này anh ta có một vựa dưa hấu trồng được bao trái gì đó gặp vương là khách hàng bán một trái một đồng vương mới nói dưa hấu này chưa kiểm chứng ngộ độc rồi sao anh ta mới nói vậy nếu vương mua một đồng được hai trái dưa bình bảo vương giờ anh chồng tụi em mua ủng hộ nếu một đồng ba trái thì em mua thì anh ta đồng ý liền ít nhất dưa hấu còn cho bò chó ăn này nọ nhưng tiền ảo này đâu có giá trị nên mình mới trả giá nếu không đồng ý thì bán cho người khác đó gọi là thuận mua vừa bán. Mình bỏ 100.000 đô tương đương với 2 tỷ 3, anh ta không ngờ luôn. Ngay tối đó anh ta đưa số tài khoản, mình chuyển khoản ngay lập tức, đó là lừa lần 1. Lừa lần 2, sự thật trắng trợn người đứng sau đi DBZ. Đến khi mình mua ủng hộ coi xong, đồng tiền lên thẳng đứng, đạt hơn 100 triệu đô, gần 3.000 tỷ đồng thì anh ta hớt hải qua bảo, đồng tiền này không phải do anh ta làm ra mà chỉ được thuê quảng cáo. Mình mới hỏi anh, sao anh không nói với em sự thật ngay từ đầu? anh ta đã lừa tôi lần hai. Anh ta bảo bữa nọ bán sai quy trình, giờ phải vào cửa hàng bán để hợp thức hóa. Giờ bảo mình mua 10 triệu đồng coi, tương đương với 1,5 triệu đô la, khoảng 34,5 tỷ đồng để hợp thức hóa lại. Xong, anh ta cầm 1,5 triệu đô la tại nhà vương rồi nói, 100.000 đô la với anh không lớn gì đâu em, anh có thể trả lại em luôn. Mình sốc luôn, trở mặt ngay tại chỗ. Lấy 1,5 triệu đô rồi đòi trả lại người ta tiền gốc, người ta 100 đô la thôi. Vương Phạm biết chuyện nên có đứng ra đòi lại tiền, dùng mọi cách khóc, lóc, năn nỉ, van nài, ăn cướp, trả lại tiền. Nhưng anh ta nói sẽ không bao giờ trả lại tôi 4 triệu coi, 6 triệu coi kia, tôi đang phải quảng cáo cho anh ta thì anh ta mới trả. Nên giờ anh ta cứ kêu Vương làm chứng, khoa lấy 6 triệu coi để quảng cáo mà không quảng cáo, một chốt vấn đề là ở đó. Mình không chịu, kêu đòi mấy da đen xử mình, bó tay luôn. Sau ồn ào xoay quanh việc Khoa Pup vạch trần người bạn mới quen lửa 30 tỷ vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Bên cạnh diễn biến của drama, dân tình cũng bàn tán xôn xao những động thái bên lề liên quan đến hai nhân vật chính. Trong đó, nhiều netizen phát hiện Khoa Pup đã lập hàng loạt kỷ lục đáng nể sau vụ đấu tố. Thứ nhất, cán mốc đỉnh tìm kiếm Google Trend. Vào đêm 30 tháng 11, Khoa Pup lần đầu tiên đăng status nói về việc bị một người bạn lừa 30 tỷ trên mạng xã hội. Đến sáng ngày mùng 1 tháng 12, nam vlogger lại đăng tiếp clip dài hơn một tiếng, kể tường tận đầu đuôi sự việc bị lừa ra sao, đe dọa tính mạng như thế nào và gửi lời cầu cứu từ đất Mỹ. Cùng lúc này, từ khóa khoa PUP cũng chạm đỉnh tìm kiếm trên Google Trending tại Việt Nam. Đáng nói đây là lần thứ hai kỳ này cán mốc trên biểu đồ theo dõi. Trước đó ngày mùng 8 tháng 11, khoảng thời điểm nổ ra drama cạnh mặt nhau, xóa video giữa hai người, từ khóa này cũng lọt top liên tục. Thứ hai lò top 1 trending YouTube sau 7 tiếng. Có lẽ đây là kỷ lục đáng nể nhất mà Khoa Púp thiết lập được sau 4 năm bước vào con đường làm vlog. Clip mới nhất của anh chàng vlogger đăng tải 12 giờ trưa theo giờ Việt Nam về vụ đấu tố đã leo thẳng lên top 1 trending YouTube. Đây cũng là clip đạt lượng người xem khủng với 4.263.392 view chỉ sau 10 tiếng đăng tải. Trước đó, một clip khác của Khoa Pup đăng tải vào tháng 9 vừa qua cũng mới chỉ lọt top 15 trending mà thôi. Nội dung clip này nói về một cuộc hội tụ với vua Kim Hoàn, Johnny Đặng ở Times Square. Thứ ba, lượng theo dõi tăng đột biến. Theo trang Sosico Blade ghi nhận, chỉ trong hai ngày vừa qua, kênh YouTube Khoa Pup đã tăng hơn 100k lượt người theo dõi. Từ đầu tháng 11, kênh Khoa Pup chỉ đạt mức tăng ổn định, cán mốc 3,88 triệu lượt theo dõi sau đó duy trì mức nhẹ tăng 10 ca lượt trong suốt một tháng, cho đến tối ngày mùng 1 tháng 12 khi hai bên lời qua tiếng lại chính thức. Tổng lượng theo dõi trên kênh của Nam Vlogger đã đạt đến con số 4,05 triệu. Điều này khiến tổng lượng xem trên các video cũng tăng đáng kể, tăng từ 899 triệu lên 902 triệu lượt xem trên toàn kênh. Nóng nhất trên mạng xã hội hai ngày gần đây có lẽ là màn đấu tố giữa Khoa Púp và Johnny Đặng. Sau 5 lần 7 lượt bị ông Hoàng Kim Cương nhắc đến với nội dung sống bất tín, Khoa Púc đã đăng lên dòng trạng thái gay gắt kể bị bạn mới trên đất Mỹ lừa tới 30 tỷ. Bài viết của YouTuber giàu nhất Việt Nam là một cú nổ lớn trên mạng xã hội, bởi ngay sau đó trang Facebook Johnny Đặng đã bị tấn công. Một số người vào trang cá nhân của Johnny Đặng tăng vọt, kèm theo đó là hàng nghìn bình luận đủ mọi sắc thái. Miệt thị có, khiếm nhã có, hay thậm chí là có dân mạng còn đói 30 tỷ cho Khoa Púc. Sống đẹp lên nào anh trai ơi! Người Việt với người Việt không bảo vệ đùm bọc nơi đất khách mà còn làm trò con mèo thì về già anh cũng chỉ đến thế thôi. Trả bịch rác 30 tỷ cho anh Khoa đi chú. Chú ơi, chỉ con kiếm 30 tỷ trong vòng một tháng với ạ, con gửi chú 300k uống cà phê. Trên thực tế, vụ lùm xùm vẫn chưa ngã ngũ, hai bên đều nhận mình là nạn nhân của đối phương. Vậy nên hành động quá khích của một bộ phận dân mạng là điều không thể chấp nhận được. Khoa Pup đang gây xôn xao khi chia sẻ thông tin bị một người bạn mới quen lừa hơn 30 tỷ đồng. Trong video đăng tải vào trưa ngày 1 tháng 12, YouTuber Khoa Pup bất ngờ tiết lộ anh đã bị một người bạn mới quen lừa 34,5 tỷ đồng. Ngoài ra, hiện anh còn bị đe dọa tính mạng. Theo Khoa Pup, anh và người bạn mới quen khá thân thiết, nên anh mới tin tưởng chuyển tiền. Chủ nhân kênh YouTube có 4 triệu thành viên còn khẳng định người bạn rất muốn nổi tiếng và nhờ đi chơi với anh mà người này được lên báo miễn phí liên tục. Anh ta nói muốn được nổi tiếng, thèm được công nhận lắm. Tôi cũng nói là khi anh đi chơi với em là anh đã được lên báo rất nhiều miễn phí luôn. Khi chơi với tôi tên tuổi anh ta phủ sóng khắp các mặt báo Việt Nam. Tại sao lúc đầu anh không nói với tôi rằng đồng tiền này không phải của anh mà hai anh em chơi thân các kiểu, tôi đã tin tưởng chuyển tiền cho anh, khoa púp chia sẻ. Cách đó vài ngày dòng trạng thái chia sẻ trên trang cá nhân, khoa púp đã úp mở việc mình bị lừa hàng chục tỷ đồng, đồng thời anh còn gây sốc khi phát ngôn, 30 tỷ với tôi là rác. Nếu mấy ông bị một thằng bạn mới quen, vô danh, nâng đỡ nó hết sức để nó được nổi tiếng, có được ngày hôm nay, bỏ tiền bạc hàng tỷ đồng đầu tư cho nó, xong nó lừa bạn mất 30 tỷ, rồi quay lại kêu mấy ông lừa của nó một triệu đô, thì mấy ông sẽ làm gì? Đối với tôi thì 30 tỷ, để thấy bộ mặt thật của họ thì quá rẻ. Vẫn câu nói quen thuộc mỗi khi tôi cay cú, 30 tỷ với bạn thì nó to thật, nhưng với tôi như rác. Bán cả quan hệ bạn bè người thân chỉ để lấy lợi cho mình, đạt được mục đích của mình lợi dụng bất kỳ ai gặp được miễn là người đó có danh tiếng, tiền bạc, bao từ tiếng đến tiền. Thật sự trong đời chưa gặp một ai như vậy nên tôi bị sốc tinh thần cả tháng nay. Phải mất cả tháng tôi mới nhận ra, trong chuyện này tôi sai, quá sai là đằng khác. Sai ở đây là tại sao tôi lại quá tin người, để bị lừa không chỉ một lần mà đến tận 3-4 lần. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Khoa Púc đã chi 10 tỷ đồng để sang Mỹ du học. Đúng vào dịp nghỉ hè và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trường học tạm nghỉ nên anh có thời gian đi khám phá nhiều địa điểm tại xứ sở Cờ Hoa. Gần đây nhất gây chú ý là video Khoa Púp gặp ông Hoàng Kim Cương Johnny Đặng và chốt sản phẩm gần 1 tỷ đồng. Nam YouTuber cũng chi 800 triệu đồng để mua xe hơi di chuyển tại Mỹ. Gần đây nhất, Khoa Púp cũng có nhiều phi vụ làm ăn khiến cho dân tình choáng như hùn hạp với tỷ phú Vương Phạm mua máy bay 115 tỷ hay bỏ 6 tỷ làm nhà hàng ở Mỹ tỷ phú Vương Phạm cũng hé lộ cách kiếm tiền của khoa Púp. Anh kể, tôi mới quen khoa một thời gian ngắn thôi, cũng đoán ra đoán non qua lời kể của khoa. Trong một video khoa Púp có gặp gỡ, ông Hoàng Kim Cương, Dô Đi Đặng và cả hai cùng hẹn đi ăn uống. Trong lúc trò chuyện cao hứng, tỷ phú gốc Việt yêu cầu nam YouTuber giải thích tin đồn trên mạng cho rằng anh hiện đang nắm giữ hơn 6.000 Bitcoin. Theo tỷ giá hiện tại, nếu khoa Púp đang giữ 6.000 Bitcoin, nghĩa là số tài sản của anh lên đến hơn 400 tỷ đồng. Trước thắc mắc của đàn anh, Khoa Pop không xác nhận nhưng cũng không bác bỏ. Anh chỉ cười trừ và chuyển nhanh sang câu chuyện khác. Nếu theo dõi quá trình làm Youtube của Khoa Pop, có thể thấy anh là người khá chịu chơi và chịu chi. Anh từng bỏ ra hàng tỷ đồng để đi khám phá nhiều nước trên thế giới, đến những nhà hàng khách sạn sang trọng, đẳng cấp bậc nhất. Khoa Pop có kênh Youtube về ẩm thực, du lịch hơn 4 triệu thành viên theo dõi. Theo ước tính từ Social Blade, chuyên trang thống kê độc lập uy tín nhất thế giới, doanh thu mỗi năm của kênh Khoa Pop là 89.600 USD, đến 1,4 triệu USD là khoảng từ 2 tỷ đồng đến 32 tỷ đồng. Tuy nhiên, Khoa Pop cho biết sự thật rằng nhiều clip triệu lượt xem của anh không hề kiếm được tiền dù quảng cáo vẫn hiện. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh Tin Tức Việt. Nếu thấy bản tin hay hoặc có những lời góp ý cho kênh, mong quý vị đừng ngần ngại thể hiện qua phần bình luận cảm ơn quý vị và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý khác